Khi thời tiết chuyển lạnh và bạn cần sưởi ấm nhanh chóng, máy sưởi gốm Rapido sẽ là sản phẩm hoàn hảo mang lại sự ấm áp cho cả gia đình bạn. Nổi bật với thiết kế màu trắng chủ đạo kết hợp với màn hình LED hiển thị sang trọng và đẹp mắt, máy sưởi gốm Rapido giúp tôn thêm nét đẹp hiện đại cho ngôi nhà của bạn. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng che tường hoặc đặt sàn trong phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp dù ở không gian rộng hay hẹp. Máy sưởi gốm Rapido với hai chế độ sưởi tiết kiệm 1000 W và sưởi turbo 2000 W giúp sưởi ấm nhanh chóng ngay khi bật, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, xóa tan mọi giá rét, bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Công nghệ sưởi gốm ceramic an toàn tuyệt đối, không gây bỏng da, không gây cháy nổ. Sản phẩm không đốt cháy oxy nên không làm khô da hay gây khó thở như các máy sưởi thông thường mà còn giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Sản phẩm không phát ra